Ali, đây mà, đây, ta có một thông tin vui và một tin buồn. Mày muốn nghe tin nào trước? Thì tin vui trước đi. Tin vui là trong tập này, chúng ta sẽ không nói về bất cứ ai hết. Hết. Và tập này nói về Virus lẫn Hero cho nó nhanh. Thiệt luôn hả? Ê nhưng mà mày cẩn thận nha, không thôi là Fan Hero à, hẻo con với lại Fan Pirate nó vô công kích mày, lúc đó là ngờ ngờ mày nghĩ làm clip luôn đó. Thì đừng có xúc phạm là được chứ rồi. Còn tin buồn là chính nguồn đó chính là cái quay thương này này quay 10 tập thôi. Ủa quay tao nhớ ngân ngân mày hứa ngân mày hứa với tao là ngân quay 15 tập thôi mà sao ngân ngân bây giờ gài giảm xuống còn 10 tập như ngân cái lần trước rồi. Thì mày bớt hỏi, 5 tập còn lại chưa cho có quay 3 rồi. Dẹp mẹ đi, vô clip đi. Chốt. Ê nãy mày vừa nói gì đó? Bây giờ cho tập này không cho đố hỏi nha. Bây giờ chuyển sang đuổi hình bắt chữ. Chịu không? Ok, mày cần đổi kiểu chơi thì bố lại càng chơi liền. Có khí thế đó bro, giờ vô luôn nè. Bây giờ mày hãy nhìn hai cái hình trên cái màn hình và mày sẽ đoán xem đây là cái gì. Các bạn khán giả cũng đoán luôn nha. Dưới phần mô tả. Bởi biết gì chuyện này nè à, cái này nó ám ảnh của tao hoài. Mèo Simi đúng không? Chính xác. Và phần quà của mày trong câu hỏi đầu tiên này chính là bài nhạc Simplon trong vòng 10 giây. Pip. Hết đường này chứ có tâm nhỉ. Không lẽ thế nữa mà sẽ nghe là xin tự nhận cái gì là xin mi hiện tôi học bác là một cách của chị và những kẻ thù muốn làm gì thì những mạng cho học sống quẩn tài đó đi trong cuộc chơi từ người lớn lần này không được ép tên thì mình tạm vào đây quên tư duy hoặc che vào ngay sẽ hay sao quà hay không ngay. Biết trước điều này ừ, hay lắm đây có quà làm có quà cho mày nè mày đừng có nói là Ok, vẫn nhìn cái trên màn hình này. Đoán xem đây là ai? Nếu mà ra thì Red Hood đúng không bro? Chính xác. Rồi, chúc mừng mày đã đoán đúng. Giờ thì nét qua đi phần quà tầm này. Thôi giờ đỡ luật chơi. Bây giờ mày hãy đoán tên nhân vật theo cái lời mà tao mô tả. Bây giờ hãy đoán xem đó là ai nha. Chuẩn bị. Đi. Cái gì tóc trắng xanh lè. Ơ lộn. Cái gì tóc trắng trắng xinh trắng đẹp dai. Hai cua simi đó đố rằng đây là ai? Không cần nữa mà. Sorry bro, tao cho mày cơ hội cuối, không thì mày lặp lại y hệt giống như cách mà mày đánh tao lúc nãy. Ê, lộn 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 lộn, Caron mới đúng chứ, Caron. Chính xác rồi đó bro. Ồ, đúng là đỉnh cao của sự trí tuệ. Rồi ok, bây giờ tiếp theo, phần sẽ đối mày tiếp theo dạng này. Này, nghe cho kỹ. Nghĩ một người ở trong team Pirate tên bắt đầu bằng chữ M và chữ Channel và cộng thêm chữ Channel nhưng mà chỉ có một chữ Channel duy nhất và không có chữ Channel thứ hai, đố rằng đó là ai? Nói về cái chữ M thì là mẹ tao đang hỏi Pirate chứ đâu phải hỏi Hero đâu. Bớt
trả lời mấy thứ về Hero Team dùm Gao đang hỏi Paret. Trời ơi, ta định nói là mèo Simi nhưng mà thôi. Mèo Channel đúng không? Thế thì để là bật nó lên. Thôi bây giờ, thôi bây giờ nãy giờ cũng hỏi tới đây cũng cũng đủ rồi đó. Bây giờ ta sẽ có một câu hỏi cuối cùng. Mày trả lời được thì coi như cái video này kết thúc. Còn mày không trả lời được thì nó vẫn sẽ kéo dài cho tới hết. Mày sẵn sàng chưa? Sẵn sàng luôn là câu trả lời của những thằng hay cố gắng nhất. Thế thì chuẩn bị bắt đầu nha. Câu hỏi ngay sụp này đó chính là: liệu Mr. Dịch và Red Hood Mr. Dịch của Hero Team và Red Hood của Pirate có quan hệ gì với nhau? Ý ú ra có câu hỏi này hơi khó đây. Trả lời sao nhờ? Thôi tao nét câu này ngờ chịu. Hiểu không? Ai trả lời được được xuống dưới phần bình luận trả lời nha. Giờ video này hết rồi. Rồi. À, xong rồi hả? Ok. Đến giờ bật mày lên. Ra cho con.